Đây văn phòng chuyển xuống cho mình cái máy bắt cam. Máy nó vẫn khi mà bấm thì cắm điện ấn thì nó vẫn động cơ vẫn quay. Nhưng mà cái trục xoay này nó không quay này. Đấy. Không xoay. Đấy. Bây giờ mình phải tháo ra kiểm tra nhé. Rút điện ra. Bên đáy nó có bao nốc. Rồi, sau khi tháo cái máy ra thì nó lộ phần động cơ điện bên trong đây. Thì mình tháo tiếp bốn con ốc bên trong đấy nhỉ. Bốn con ốc này. Một con ở góc đây nữa. Rồi, đây. Mình sẽ tháo ra nhé. Rồi, sau khi tháo ốc ra thì rút cái động cơ ra này. Nhìn cảm quan bên ngoài thì không thấy nó hỏng cái gì cả. Chắc là cái bánh răng của động cơ bên trong nó mòn. Mình tháo tiếp bốn con ốc xung quanh này. Một này. Hai. Ba. Bốn. Tháo ra kiểm tra nha. Rồi. Sau khi đã tháo ốc ra, mình mở cái bên trong ra. Thì thấy là các bánh răng có một cái phần bánh răng từ động cơ chuyển lực sang đây thì nó đang bị mòn. Đấy. Nó làm cho cái trục nó không quay được. Thì cái trục này thì một là mình sẽ phải mua cái mới thay, hoặc là hiện tại mình nhìn thấy phần ở phía dưới này, cái đoạn bánh răng dưới này vẫn còn nguyên, chỉ có phần bánh răng trên này nó đang bị mòn rồi. Thì bây giờ cách khắc phục là mình sẽ rút cái bánh răng lên và quay ngược lại chiều nó nhá. Sau đó mình sẽ test lại. Đây cái phần bánh răng mình đã rút lên. Bây giờ mình sẽ lắp ngược lại nhá. Cho xuống. Rồi. Lắp lại trục như cũ. Thì phần trục này với cả phần bánh răng này nó đã ăn khớp vào với nhau rồi. Đấy. Bây giờ nó sẽ chạy. Bây giờ sẽ lắp lại và chạy thử lại. Sau khi mình đã lắp lại rồi nhá. Bây giờ thì sẽ thử lại điện cho các bạn. Điện nhá. Ok. Test nè. Chặt hơn chưa? Đấy. Rồi. Rồi anh em sử dụng thì mình lưu ý nhẹ nhàng thôi nhá. Khi mà mình bắt thì phải nhả ra chứ đừng có ấn mạnh quá. Anh em nếu mà nó hỏng thì cứ thế làm theo nhá. Cảm ơn anh em theo dõi.